Rồi Nga và mẹ mời tất cả mọi người ăn gà nướng và bánh mì nha. Rồi ăn nè. Cao này đem ra đây mới dễ lấy cho em đã sợ hãi rồi. Mời tất cả mọi người nha. Đường Sáu. Nói chuyện gặp Đường Sáu quên à. Mời anh chị và các bạn nhâm dùng gạo với hai mẹ con mình nha. Mời mọi người nha. Có khách kêu quên. Bánh mì nữa hả? Bánh mì nữa. Mời mọi người ăn bánh mì nha. Hai mẹ con mình ăn bóc luôn mọi người. Cho nó lại á. Đang giả tự nhiên luôn. Mình thích ăn bóc à, mình muốn thích cầm đũa. Bánh mì này không? Cắn xương rồi cái không có tiện hổ tay. Bánh mì này đặt ruột mà. Ở bự tưởng nó không đặt ruột mà anh đặt. Ruột nhiều lắm mọi người. Mì ngon, bà mua bánh tráng hả mẹ? Mẹ mơ giúp lăn một cái. Đây là gà nướng Thì Dương mọi người. Ở bên An Điền á. Chắc cũng gần dòng xe An Điền hả mẹ? Ở gần dòng xe An Điền Bến Cát đó mọi người. Bà của Nga từ trên rẫy á đi về nên chạy ngang ghé mua. Chứ ở đây mà mình chạy qua bển mua cũng khó là làm biết. Cũng xa, mình biết. Rất là ngon mọi người. Được cái đó là gà ở đây nướng rất là ngon luôn. Ướp gia vị vừa ăn. Thơm ngon, đặc biệt hấp dẫn. Gà này cũng có tiếng rồi. Ta đặt đám cưới rồi nhỉ. Rất là ngon luôn mọi người. Bỏ đại mới đó rồi. Nước tương này ngọt ngọt chắc cũng ngon. Cắm này. Nghe ăn
gà nha, không thích ăn cái ức mọi người. Cái ức nó nạt quá, nạt cứng không thích ăn. Gà ngon nhất là cái đùi với cái cánh. Nhiều người thì thích ăn đầu cổ, nhiều người thích ăn phao câu. Để chứ có nhiều người thích ăn ức lắm đó nha. Đúng rồi, nạc lắm, tớ thích ăn nạc, tớ thích ăn ức. Người ta ăn chế độ giảm cân nữa, ta thích ăn với mấy người mà tập luyện nữa, thích ăn ức gà có nhiều calo dinh dưỡng năng lượng nữa, không có mỡ. Tăng cơ mà tăng cân. À, củ cải ngon hơn. Củ cải trắng. Cái củ cải này nếu mới ngâm chưa có chua. Nè. Ngâm. Cho dưa leo cái rọc. Ngâm với dưa cũng mọc. Nó khá cho dưa leo. Cho hai trái dưa leo thôi là bài bản phải vậy. Nấu gam nấu trắng nguyên vỏ nè, nấu gam con cũng ít ăn. Quay cái cảnh mới mình ngồi ăn quay ra sông đẹp á hả mẹ. Khá lạ. Sông lớn à. Hồi người đi khúc trên cái dây bồng bông quá chừng lên khúc này có dây nào đâu quá. Quấn vậy. Có bớt. Chồng lên cái trời. Cái liều á. Cái dây đó cái chỗ mà lúc mình quay cũng có mà. Này không thấy à? Thấy chết đi, thấy chết thiếu vậy. Lên thì hai lần. Thấu bình thường mình quay thiếu vậy. Nó cây cũng đỉnh nữa. Còn rượu đá không? Bia còn không? Bia thử, rượu đế là trong hũ quá. Mình ăn chuối là sát mọi người ơi. Bữa nay lựa biến không có làm nướng. Chứ mà cũng chưa được chín đâu. Cuốn bánh tráng nha, thịt heo, cuốn bánh tráng nha. Được không? Được, gì cũng được. Chứ coi ở đây cục thịt gà, đâu rồi, nó lấy rồi. Đây. Rồi cái bữa ăn gà nướng và bánh mì của Nga và mẹ đến đây là kết thúc. Nga xin đến chào tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người xem nhớ bấm like, share và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Nga có động lực làm thêm nhiều video mới hấp dẫn và hay hơn nha. Chào xin chào, nha. Hẹn gặp lại mọi người.